Đây là cái căn phòng của bé Sương này ha mọi người. Căn phòng nhỏ mà gọn gàng ha. Đó. Đồ đạc của bé nè. Đó. Này quạt gió nè. Tối là bé ngủ ở đây ha. Ở đây là cái bàn học ha mọi người. Bé cũng thấy rất là tội nghiệp ha mọi người. Bé Sương cũng rất là ngoan. Đó. Mùng răng nè, xéo xẹo. Bé thì ngủ ở đây, còn bé Nhật thì dưới ba thì ngủ ở phòng ở bên đây ha. Cái này mình mang giày mới được chứ mang dép không được ha. Mang dép nó tuột ra ha. Dạ, nó bám được đâu. Ừ. Dạ, nó tuột lại chứ không có dài nó không bám được. Không vậy tuột ha. Dạ. Ba bé Sương đi không à. Ăn cơm hả chị? Cũng làm cho casino hả chị? Nhất. Cống quá. Cống quá đi vô mày. Nghe không? Cống quá đi vô. Không nói. Không nói tập từ từ. Đây là cái Nhật ha mọi người. Em của Sương ha. Quay đang quán ấy. Đó. Mặc đồ vô hấm vừa không? Vừa. Chưa. Vậy tính mang giày gì mới mua mốt đi mang giày nữa chứ. Mua giày nữa. Đây là Phật Quan Âm nhà bé Sương nữa ha mọi người. Này con hở cái hình không hả? Dạ, hở hình không biết. Không, con không mua cái tượng đó. Dạ, tại không có tiền. Không có tiền mua tượng hả? Dạ, tiền hết vốn. Hết vốn hả? Thì bé ham hở Phật mà chưa có tiền mua cái tượng nữa ha mọi người. Hở cái hình. Bé cũng rất là phái hợp Phật. Bữa nay mặc áo giải bóng không ha. Ủa ba cái đồ này người ta gửi đây hoài luôn, người ta có bán được không Sương? Dạ, người ta bán xong rồi cái hết bán giấy xong rồi cái người ta chắc không. Bán xong mấy lần ta lấy trở lại nữa ha. Minh Tân em chào mọi người ha. Thì bữa nay em tới nhà của bé Sương, có một anh phát vòng thì ảnh tài trợ cho ba bé Sương là cái chân giò giả 6 triệu ha mọi người. Thì ảnh có gửi 300 đô về cho ba bé Sương và bé Sương thì 100 đô để cho bé Sương mua đồ ha. Thì bây giờ ba bé Sương đang nói chuyện với ảnh. Bé Sương đang nói chuyện với vợ của anh Phát Vòng ha mọi người. Nói chuyện con hỏi thăm đồ. Ở
bến dịch có ổn định không vậy? Mua đèn học gì, thiếu dạ. Gì mua dạ, cái bếp ga còn xài được không? Dạ. Cái bếp ga đó còn xài được, có hai tủ còn xài được. Có cái gì thì nhà nói chú Tân. Dạ. Ok, chú Tân điện thoại cho bác biết. Dạ. Con hỏi với, con hỏi bác ăn cơm chưa hay là có đi làm không? Dạ, con sẽ cố gắng học. Bác ăn cơm chưa? Ông có thằng trai 22 tuổi rồi. Dạ, dạ, dạ. Chú Tân đây rồi. Dạ, chú Tân. Nghe anh ơi. Em nghe nè. Hello. Dạ em chào chị. Dạ. Khỏe rồi. Dạ khỏe chị. Ủa sao mà muốn coi livestream mà đâu có kết bạn Facebook đâu mà coi được. Chị vô Facebook và Minh Tăng TV á. Ồ. Nãy giờ coi coi trên TV nè, nè anh Tăng. Lên TV thấy không? Em chào chị. Thấy. Hello. Em chào chị. Dạ, dạ, đúng rồi. Hồi nãy live stream đúng rồi. Chị có xài bút kêu vô kết bạn không? Đang coi TV. Đang coi TV. Ấy trên điện thoại không thấy. Dạ. Vừa quay cái, vừa vừa con mở phòng quay cái vòng vòng con biết cho chị coi. Ở trên điện thoại chị phải kết bạn với em á. Trên Facebook á. Dạ. Minh Tâm TV chị ạ. Chị kết Minh Tâm TV nè. Minh Tâm nó có cái hình vực. của gia đình em mà chị thấy chào em chị khỏe không chị dạ khỏe cảm ơn nhà của bé Sương này em đang vô nhà bé Sương em trao cái phần quà của anh chị tặng cho gia đình bé Sương á dạ cảm ơn nhiều lắm chị này bé Sương không bé Sương nè dạ bé Sương đây là cái bếp của bé Sương cảm ơn Bồ Tát nhiều lắm các cô các chú tặng cho cháu đấy cái bếp ra này nó hư rồi nè xét hư hết trơn thấy không chị thôi cả đi lát có tiền rồi đi đổi cái bếp ra này cho bé nó mua cái quạt dạ. Bé Sương cảm ơn con dạ con cảm ơn cô rất nhiều đó bé Sương. Anh nói chị này đi làm mới về quá. Thấy đồ nhiệt. Chị, anh chị mới đi làm về hả? Nào em làm về giấc chiều rồi. Bây giờ bên đây 11 giờ rồi. 11 giờ khuya vậy ạ? 11 giờ tối. Nhưng mà ông xã mới về 10 giờ mấy. Thế ạ? À? Đây mọi người. Đây là vòng vòng cái nhà của bé Sương ha. Nhà tuy nghèo nhưng mà sạch sẽ lắm chị ạ. Bóng khới nè. Sơn rồi gạch này nó mục trơn mọi người. Được rồi. Nhà mà nối cây chưa ha? À, chị ở ngay gần khu trung tâm nha. Nè quay cái phòng của ông bé Sương kìa. Phòng đây nè. À chị làm trong đó ha, đây là phòng của bé Sương này chị. Dạ.
không bé Sương ngủ nè đây, không phòng bé Sương ngủ đấy, rồi cái bàn học của bé Sương cũng gọn gàng, gọn gàng phòng học của bé Sương gọn gàng lắm, tuy rằng là nhà cháu nghèo nhưng mà cháu rất là sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Đây là dòng nhà bé Sương hết mọi người. Đây là cô Tí. Thế hả? Con chào cô đi. Con chào cô. Đấy là cô Tí nè. Cô Tí, con chào cô. Đó kìa, cô đang coi con kìa, con trốn đâu rồi. Đó, con chào cô nè. Ngại gì đó, con chào cô. Cầm chị Thu thì đang ở đằng trước. Hôm nay qua chia mọi người qua chia vui với lại chị Sương. Em Sương chứ. Hôm nay em Sương có quà lớn. Qua chia vui đó. Thu đâu rồi? Thu vào đây chào. Chào cô đó con. Cô không mua đồ quần áo cho con á. Con chào cô. Bé Thu nè, nãy cô mới coi con á. Cô mới mở tivi cô coi con á. Đang coi á, chưa xong đâu, nên thấy live stream tới 1 tiếng 10 phút rồi á. Dạ live stream hồi nãy live stream trực tiếp á. Tại vì lâu đấy cô coi ủng hộ mình đấy, thấy thương con lắm đấy nha. Các con phải ngoan, đừng phụ lòng của cô, của chú nha, các cô, chú. Ở bên nước ngoài là thương con, lo cho các con nè. Cảm ơn đi, chúc đi con. Dạ, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe dài dài. Cảm ơn. Em cũng có đứa trai vô năm đầu đại học á. Ôi thế hả? À? Con trai lớn hơn chị hả? Từ Dương Sương á. Ôi sinh năm 2001 là Sương sinh năm 2000 mấy? Sinh 2005. Sương bé Sương sinh năm 2005, bé Thu 2006. Thế hả? À? Sao sinh hai đứa chị? Mấy cái đồ này là của nhà kế bên người ta gửi nhờ hả mọi người. Tại vì nhà của ba bé Sương còn trống, người ta gửi nhờ. Người ta kế bên người ta bán ba cái ghế tủ luôn nè. Này mình sửa mình đi lấy phụ kiện ở Sa Đéc hả? Dạ, lấy ở Sa Đéc. Rồi nó nói giao mình hay chạy đi. Phụ kiện thì mình thay đồ mới chạy đi mới được, mình lấy mình test luôn mới được. Ừ. Còn mình lấy về như cái nào mà nó lỗi được kia đó là mình mất đổi không được ha. Ôm luôn. Ừ. Lỗ. Bên này dịch này đâu đi Sa Đéc đâu lấy đồ đâu ha. Đâu đi đâu được. Và cái đồ với máy hường hả mọi người, máy bằng phím rồi. Hai trăm hai cái nữa. Mấy cái này lại đâu có nhiêu tiền vậy? Cái lại cũng mấy chục ngàn. Thằng đó này. Cái là mấy chục mà lâu lâu lúc mới bán được cái quá hả? Tủ nó trống kiên kỳ, nên mấy cái mình chưa có, giờ cứ mua máy cũ bao bán máy cũ rồi lại. Cho có cho người ta giờ mà thấy là cũng được chút ha. Chứ để tủ trong lỏng kiên kỳ. Giờ vô không có máy kiên kỳ. Ừ. Hai đứa từ sáng vậy ăn cơm chưa? Dạ, mới ăn rồi ha. Yeah.
11. À, đừng có đi ra Hòa Long nữa nghe. Con đâu có đi đâu con. Dịch dịch da. Gì? Phát hả? Ừ. Chị dạ, dịch đi bắt dịch nhé. Khỏe á. Đi bắt dịch đi nấu cháo. Con cơm Dương Hương với Nhật cơm chưa? Dạ con cơm rồi. Nãy con đi ăn cơm mà cha chưa đói. Ăn cơm gì ạ? Dạ ăn cơm với thịt chiên. Như rau muống xào. Ai chiên à? Dạ nội làm. Nội chiên ha? Dạ tại nội có nhà nên là nội làm. Còn nội đi ghe thì con ở nhà con nấu cơm. Như bà nội con đi ghe mướn hả? Dạ nội con đi ghe mướn cho người ta. Ở đây là tụi em đi tới những cái hoàn cảnh. Chở cái gì ghe chở cái gì? Dạ ghe chở người ta kia thì chở đó chở cám bụi. Rồi cám to lúa. Chở cám chở lúa rồi ha? Dạ. Rồi ông nội bà nội đi luôn. Dạ ông nội bà nội đi chung. Vậy là đi ra mướn cho người ta. Dạ. Tháng nhiều? Ha, kiếm thì được có 2-3 triệu à. Rồi tính tiền dầu thì cũng còn cứ được triệu mấy xài. Vậy là tiền dầu từ ấy mình trả người ta mướn chiến ha. Dạ. Chút nữa qua bánh lựa quạt đi. Có quạt bán quạt không hả? Dạ có bán quạt không mà không có bán đèn. Vậy nữa con đi mua đèn sao ha. Dạ. Tầm 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Còn cái kia 39, 27, 270, 6 triệu, rưỡi là 6 triệu 6, 6 triệu 7, đây 6 triệu 8 ha. Đấy, 6 triệu 8 300 đô ha. Ừ. Đấy, được nhiều đó đó. Để dành tiền đi mua cái niềm rồi. Tiền này của anh qua dịch đặng đi làm cái nẹt dài lại. Làm ở Sài Gòn chứ đây nó không có chỗ làm. Dạ, không, đâu có dám lên làm. Cái tiền này của anh phát vòng gửi cho ba bé Sương đi mua cái cặp chân giả ha mọi người. Cái này để qua dịch mới lên Sài Gòn đặt được. Và anh cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ cũng xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp cho gia đình của Hoàng Anh được làm được cho dài đi tới đi lui với bạn mua bán rồi có tiền nuôi cho hai đứa con. Dạ. Dạ. Rồi thì Sương đi bánh lựa quạt cái Sương ơi. Đi, đi qua. Đi. Lựa quạt luôn. Có bán giày đâu, mua giày. Bíp gà đây có bán mua bíp gà nó luôn hay gì? Mua bíp gà cho nó luôn hay gì? Bíp gà có luôn à? Nó thay chị mà. Thay hay mua bíp gà mới con. Cái quạt nào vừa để trong phòng con á. Nó chịu cái màu đó hay gì lấy màu đó. Là quạt điện, ghim điện sạc à? Cái đó ghim điện vô sạc dở lắm. Mẹ đó, nhà cô có xài rồi, không xài được. Mua trong siêu thị đi, quạt đó phải xài có được đâu. Cái này cũng ghim điện luôn hả? Cái này thì không phải non, cứ ấy đi nè, có gì thì. Cái này Senco nổi tiếng mà, nổi tiếng đâu có. Bảo hành mà, nó có bảo hành đúng không? Đúng rồi. Cái này nhiêu tiền? Cái này 28 triệu. Vòng ba con có cần cái quạt không? Vòng ba con có quạt chưa? Thành ra con có cái quạt nhỏ giống gì? Con mua cho ba một cây luôn cây, đi. Mua cây ba cây luôn đi. Hai cây đi. Thế hai cây. Cho ba cây cho con cây. Cây nhiêu? Cây nhiêu? 7.6 hai cây. Đó con thấy hai cây quạt này. Cha cây con cây. Hai phòng phải đều nóng hả? Còn dư tiền nhiêu cô đưa con để con để dành cái mua thì con mua nha. Đứng cái đèn chút thích gì luôn con. 1 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu, cho nó 2 triệu 3 đi nha. 2 triệu 3 thì lấy 7.6. Trừ ra 7.6, còn bao nhiêu?
học học sinh giỏi nè, khỏi cần máy tính nữa không? Phải toán mẹ hả? Mẹ mẹ đang tính cơ toán làm sao, bé Thu đứng tính cho mẹ luôn. Đó, 1.540.000 ha. Đấy. Là còn dư cái này là mẹ đưa cô đưa cho bé Sương nha, bé Sương giữ để mua những cái gì con cho giữ con hiếu gì đó con mua nha. Cái gì con mua cho gia đình ha. Tiếp mua ra, mua ha. Cái đèn học. Mua cái đèn học. Ừ, đúng rồi, đây bên này đâu có bán đèn học hả? Dạ. 7.6, 8.0. Nè, còn 1.540.000 con mua cho con này. Với hai cái quạt đem về cho con cây ha, ba cây ha. Cây ha. Con cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú nhé, cảm ơn cô nhé. Đã cho tiền con mua quạt, con cảm ơn chú rất nhiều. Con chúc chú có nhiều sức khỏe. Dạ. Ừ, rồi đi về. Chúc hai bà muốn bán bán hàng nha. Cảm ơn chị. Đi làm được cái việc này là tốt lắm đấy chị ạ. Ừ. Cảm ơn chị. Thôi mà. Cháu cảm ơn chị nhá. Khách vô nhà không đi con? Mua thêm căn nữa.